Kể từ thời điểm chiến tranh kết thúc, chỉ có một tiếng nói duy nhất ở Việt Nam rao giảng về hòa giải, về lợi ích của người Mỹ và người Việt Nam cùng nhau làm việc vì một tương lai tốt đẹp hơn. Và đó là điệp viên được cảnh báo trước nhiều nhất trong cuộc chiến. Đối với Phạm Xuân Ẩn, tình báo là thứ mà ông không thích. Đó là một nghề mà ông rất giỏi, nhưng khi nhiệm vụ kết thúc, người Mỹ đã ra đi, Việt Nam đã thống nhất, điều còn lại là gì? Những gì còn lại là nói với mọi người về Hoa Kỳ. Và bạn biết, ông ấy đã được tổ chức tang lễ cấp nhà nước. Và bạn biết đấy, trong truyền thống Việt Nam, bạn được chuẩn bị cho hành trình sang kiếp sau và bạn tiếp tục được thờ cúng, có những cây nhang và bức ảnh. Những huy chương của ông ấy là cái mà bạn nhận thấy ngay phía trước. Thứ yêu thích của ông ấy là thứ từ trường đại học Orange Coast. Gia đình ông đã đặt nó ở đó. Không phải tôi. Nói cách khác, tôi không biết Phạm Xuân Ẩn thực sự là ai. Ông là một hỗn hợp rất phức tạp. Ông đã mất chỉ vài tháng trước khi cuốn sách được xuất bản ở đó. Và tôi đang ở ngôi mộ của ông, nơi tôi thắp vài cây nhang và để cuốn sách. Có những biểu tượng của cuộc đời ông, nuôi chó, chơi chim, và ông đặc biệt yêu cầu không được chôn cất trong nghĩa trang quân đội. Bạn biết đấy, đó là Việt Nam, và có một bức ảnh cũ được bao quanh bởi các biểu tượng. Nhưng đây là bức ảnh tôi thích nhất trong toàn bộ bài thuyết trình. Đó là con tàu đầu tiên của tàu Mỹ quay trở lại Việt Nam, là USS Vandegrift. USS Vandegrift đã trở lại một lần nữa. Bạn phải đặt mình vào trong viễn cảnh ở đây. Chiến tranh đã qua hơn 15 năm rồi, và bây giờ đã 12 năm rồi, và bây giờ tàu Mỹ trở lại một chiến hạm. Và bạn biết đó, có những câu chuyện cười diễn ra vào thời điểm đó. Nhưng trên đó có một số người Việt Nam đã không đọc tin tức cho 14 năm và nhìn thấy con tàu này. Anh ta nghĩ rằng người Mỹ đã trở lại. Bạn biết tôi đã bắn nó. Và mọi thứ, và rất nhiều chuyện cười đã xảy ra, nhưng nó đến, con tàu tới đây. Và đây là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Amy Lynch Yamuchi, có Yamuchi và chỉ huy Richard Roger. Và đó là một số người nội bộ tôi không rõ lắm cũng được đưa vào bức ảnh. Nhưng vị khách VIP trong danh sách của Tổng lãnh sự và Đại sứ Hoa Kỳ là Phạm Xuân Ẩn. Chỉ để nói với bạn rằng tôi đã không làm tất cả mọi thứ như thế nào. Một người mà từng là điệp viên hàng đầu, từng được báo trước là điệp viên của chiến tranh, cuối cùng trở thành khách VIP của Đại sứ Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ, của một tổng lãnh sự trên con tàu đầu tiên quay trở lại, vì họ đã nhận ra nhiều thứ hơn tôi.